Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với channel OVBiz. Trong thời gian trở đây, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Đặc biệt có hai lần cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhiều đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở lại. Vậy sự thật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên Tổng Bí thư Tô Lâm 2 lần trong 3 ngày. Liệu ông có trở lại? Vừa rồi thì nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xuất hiện trong rất nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có 3 sự kiện nổi bật chính là: một, khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Giờ. Ngày 27 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Giờ tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dự lễ có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương, ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trung tướng Nguyễn Trường Thắng, ủy viên trung ương đảng, ủy viên quân ủy trung ương, tư lệnh quân khu 7, ông Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Công trình đền thờ anh hùng liệt sĩ rừng xác Cần Giờ được khởi công xây dựng vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 trên khu đất rộng 20.663 m2 với tổng đầu tư hơn 50 tỷ đồng, bao gồm các không gian, đền chính, diện tích 1.122m2. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 6,9m, kích thước tượng là 2m x 2m43. Tượng đài chiến sĩ đặc công rừng xác, bếp, nhà vệ sinh, diện tích 178m2. Hàng rào, cổng chính, chiều rộng 13,8m, chiều cao 10m. Cổng phụ, tận dụng cổng có sẵn, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác. Sau gần 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vào đúng kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày huyện Duyên Hải Cần Giờ sát nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. 2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc kháng ngày mùng 2 tháng 9, sáng ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại biểu dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo tình hình đất nước từ đầu năm 2024 đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tập trung vào hai vấn đề lớn: thực hiện những công việc đột xuất, bất ngờ và giải quyết các công việc thường xuyên theo kế hoạch đã đề ra. Sau khi tổ chức chu đáo lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo thường xuyên của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đại hội lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đối với công việc thường xuyên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phát sinh so với kế hoạch nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu mà đại hội 13 đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã tiến hành ra soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đánh giá kết quả đạt được, xác định rõ những mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo tình hình các mặt của đất nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước. 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Lần gần đây nhất, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện đó là vào dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 2024, trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự và chủ trì chương trình. Cùng dự còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc, tránh văn phòng trung ương đảng Nguyễn Duy Ngọc, viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao Lê Minh Chí, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, bộ công an và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phần đầu chương trình, các đại biểu đã xem phim tài liệu giữ chọn lời thề kỷ niệm 55 năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an điều hành nghi lễ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp gắn huân chương trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ đồng thời chúc mừng 79 năm ngày truyền thống công an nhân dân cũng như công an thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những cống hiến đóng góp đặc biệt xuất sắc, có phần quan trọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, độc lực phát triển vùng Đông Nam Bộ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu bứt phá, tăng tốc sớm về đích thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cùng với đó là tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Trong bối cảnh thách thức đan xen thuận lợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó chuẩn bị tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết, kiên trì công tác phòng chống tham nhũng gắn liền với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở lại. Có thể thấy rằng trong 3 lần xuất hiện trên, lần đầu là khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ rừng sát cần giờ thì ông Nguyễn Tấn Dũng từng tham gia chiến đấu và là thương binh 2/4 nên việc xuất hiện không có gì là đặc biệt. Lần thứ hai là việc gặp nguyên lãnh đạo sau khi ông Tô Lâm mới lên chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thì cũng bình thường bởi ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất còn sống. Lần thứ ba mới đây thì khả năng cao là do ông Dũng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an nên cũng được mời, bởi đây là một buổi lễ quan trọng của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Với sự xuất hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt là bên cạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến 2 lần thì nhiều người đồn rằng ông Dũng sẽ trở lại chính trường. Tuy nhiên, theo như phân tích của chúng tôi thì không thể như vậy, bởi trong quá khứ chưa từng có trường hợp nào đã về hưu nhiều năm rồi vẫn có thể trở lại chính trường. Đương nhiên, lần này cũng không phải là ngoại lệ mà theo chúng tôi là bởi ông Tô Lâm mới nhận chức tổng bí thư và chủ tịch nước nên cần sự ủng hộ của các nguyên lão để có được sự đồng lòng từ trên xuống dưới. Đương nhiên, nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người có uy tín nhất ở miền Tây, miền Nam dù ông đã về hưu khá lâu. Cho nên tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm muốn có được sự ủng hộ của ông Nguyễn Tấn Dũng để có được sự đoàn kết cũng như ông được tin tưởng nhiều hơn. Chính vì thế trong những cuộc gặp mặt gần đây giữa tổng bí thư và chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì có thể thấy là cử chỉ rất là thân mật cho thấy được cả hai vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nhau từ trước tới nay. Còn về chuyện ông Dũng trở lại chính trường thì chắc chắn là 100% là không có. Đương nhiên với tư cách là một nguyên lão thì ông vẫn có thể đưa ra những đóng góp, lời khuyên cho các lãnh đạo hiện nay. Trên đây là những phân tích và nhận định của chúng tôi về việc nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng xuất hiện bên tổng bí thư Tô Lâm 2 lần trong 3 ngày và liệu ông có thể trở lại chính trường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBis.